Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm chả giò khoai môn. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 20 ngàn tiền thịt. Và nấm mèo thì nhà mình có sẵn. Và củ môn mình mua 3 ngàn. Cà rốt với củ cải thì nhà mình có sẵn, mình không có biết giá. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đi thái thịt. Đây là 20 ngàn tiền thịt. Mình mua thịt nạc dăm á, mình làm cho ngon các bạn ạ. Bây giờ mình bắt đầu đi xay thịt. Mình mua nạc dăm cũng được mà mình mua ba rọi cũng được. Mình mua ba rọi mình chừa lại một miếng như vậy. 20 ngàn mình chừa lại một miếng như vậy. Bây giờ mình xay thịt xong rồi, bây giờ ta đi xay nấm mèo. Nấm mèo thì mình xay sơ sơ thôi, không cần xay kỹ đâu các bạn và các cháu ạ. Bây giờ mình nêm vào đây một chút bột ngọt, một chút muối, một chút xíu thôi, rất là một chút xíu thôi, thôi là nó mặn, tại vì cái bánh tráng rế này nó, cái bánh tráng bía này nó mặn lắm. Một chút xíu bột nêm, một chút xíu tiêu, một chút đường và một ít hành tím băm. Trong thời gian mình ướp thịt thì ta bắt đầu đi bào củ cải. Và mình cũng bào cà rốt. Bây giờ thì mình cho vô đây một chút đường, đó nửa muôi đường và một ít giấm chua. Bây giờ ta đảo nó lên. Bây giờ cái này mình cho giấm và đường xong, mình ướp khoảng 20 phút rồi mình rửa sạch, mình vắt khô. Tiếp theo là cái đi bào khoai môn. Tiếp theo mình đi đổ khoai môn trong thịt này và ta bắt đầu đảo đều. Ta trộn vào cái bao ni lông. Bây giờ mình đi cuốn chả giò. Mình múc một muỗng như vậy thôi các bạn và các cháu ạ. Đó, mình kéo như vậy. Xong rồi các bạn và cháu để cái chỗ nối xuống dưới. Nó mình kéo như vậy mạnh lên là nó sẽ đẹp, cái chả giò sẽ đẹp.
các cháu bé để ý này, để ý xem cô cuộn này, cô gập như vậy, kéo mạnh như vậy, thì mình gói chả giò nó mới đẹp được. Bây giờ thì mình cho vô đây một ít giấm chua và ta bắt đầu làm như vậy. Đó, ta nó quẹt qua sơ qua một cái là cho nó giòn. Sơ qua thôi các bạn ạ. Giấm chua mình pha thêm một ít nước. Là bánh của ta nó sẽ giòn. Bây giờ ta thả vô cái chảo dầu, ta để cái mặt nối xuống dưới chảo. Chưa nóng, mình để chút xíu nữa. Bây giờ ta bắt đầu chiên chả giò. Đó, các bạn để cái miếng nối xuống dưới chảo này đó, nó sẽ không có bị bung lên. Mình để lửa nhỏ thôi. Bây giờ mình bắt đầu đi làm nước mắm. Trước tiên ta bỏ vào đây hai muỗng đường vuông, hai muỗng đường đầy, hai thìa nước cốt chanh.
và 2 thìa nước mắm. Mình bỏ tỏi, tỏi băm vào và ớt băm vào. Tiếp theo là ta đổ nước. Chén nước mắm này mình bỏ 2 thìa đầy đường và 2 thìa nước mắm và 2 thìa nước cốt chanh. Ta cân lên được 180g. Bây giờ thì mình bắt đầu ăn thử. Hôm nay là có thằng cháu nó ở nhà, mà còn con bé cháu thì nó mắc cỡ, nó không chịu quay phim. Mình bỏ cái đây là cà rốt với lại củ cải, mình ngâm giấm 1 tiếng 20 phút thì mình rửa sạch. Như vậy là mình đã hoàn thành chả giò chiên với khoai môn. Mình mua 20 ngàn tiền thịt mà mình bớt lại một ít. Còn củ cải và cà rốt thì nhà mình có, mình cũng không nhớ. Còn rau thì sáng mình mua hết 6 ngàn. Hết 6 ngàn. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.